Vâng, mến chào tất cả các bác. Nay ngày 8 tháng 10 2020, em về được hai siêu phẩm của Lukman. Đó là Lukman L309 và L309X nha các bác. Và hai con CD tiếp tục cập bến là 1650 Gold và 1650 Gold Limited nha. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên. Và em báo giá luôn nha, vẫn giá cũ nha các bác. 1650 Gold có khiển là 7.500.000 là con phía trên. Tất cả là hàng đẹp tuyển chọn nha các bác. Đẹp long lanh, không một tì vết, mạch mũi không một vết chày luôn nha. Đây là những sản phẩm để các bác vừa nghe vừa trưng bày. Và tiếp theo đó là dòng Gold Limited, cũng là 1650 GL là phiên bản nâng cấp của em này. Giá là 10.500.000 có khiển nha. Đây rất là mới nha. Hai em này có cấu hình và thiết kế khá giống nhau, nhưng mà con Gold lại là vỏ gỗ ốp gỗ vàng, còn con Limited là ốp gỗ đen béo piano. Đấy. Hai em đều sở hữu là 4DAC. Cấu hình rất là giống nhau, chất âm thì 9 với 10 thôi nha. 1650G bên em đang phân phối cho các bác là 7.500.000, còn GL là 10.500.000 nha, có khiển hết cho các bác nha. Và tiếp theo đây là hàng hiếm. Em tiếp tục cập bến là con Lukman 309X đẹp nhất miền Nam luôn, và đẹp nhất là bây giờ luôn nha các bác, rất mới nha. Bác là hàng siêu tầm nha các bác, hàng đâu mạng về. Đấy. Miền Nam giờ là chưa không ai có nha, nói chung là nó đẹp hoa hậu luôn á. Dòng này thì các bác chơi vào loa RGB, loa châu Âu thì tuyệt vời luôn. Lukman 309X dòng chữ ký nha các bác. Hàng đấu mạng về, đẹp thiếu tuần số. Giá là 30.000.000, còn con Lukman L309 giá 16.500.000 cũng đẹp thiếu số luôn nha. Rất là mới nha các bác thấy đồ đẹp này. Đấy. Này các bác nào chốt sản phẩm nào thì alo. Trên phân khúc mà dưới 20.000.000 Lukman L309 cũng là một model được anh em ưa chuộng, đánh RGB rất là hay. Công suất khỏe nữa, đánh sò sách Toshiba chữ đỏ nha. Và giá là 16.500.000, còn 309X là 30, còn CD 1650G là 7.500.000, GL là 10.500.000 nha. Con này con thứ ba nha bác, hôm qua hôm cách đây 2-3 hôm về hai con thì cũng đã có chủ rồi. Tiếp tục về sáng nay về thêm một con, và 1650 GL cũng tiếp tục về tiếp nha, hôm qua lên đường một em rồi. Lại tiếp tục về. Rồi xin chào các bác nha, các bác nào có nhu cầu cứ alo cho em nha.